Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giải thích về cái lỗi E2 trong máy lọc không khí. Máy lọc không khí sát thì thường là bị. Thế thì lỗi E2 nó không phải là lỗi nặng, nó một cái lỗi rất đơn giản thôi. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây hiện tại máy đang báo lỗi E2 này. Đấy, mình sẽ quay sát này. Ok. Thế thì lỗi E2 này nó xuất phát từ đâu và nguyên nhân bị là gì? Thì E2 này lỗi thì đến 90% là lỗi về bánh xe thôi, bánh xe bù ẩm thôi. Thì các bạn nhớ bây giờ nhé, như hiện tượng này là mình bánh đó, thì đây là thiếu bánh xe chẳng hạn, hoặc các cái lỗi ví dụ như lỗi không có nam châm. Đây các bạn nhé, đây là cái nam châm của này. Cái nam châm này thì trong máy nó có một cái cảm biến nam châm ở góc này. Thì nếu như cái nam châm này không có ấy, thì là cái lỗi E2 sẽ xuất hiện. Thì mình xử lý cái vấn đề này là kiếm cái nam châm cho đây thôi. Rất là đơn giản, cho vào đây và cho vào cái máy xe này nó chạy lại lỗi khác, lỗi là bình thường. Tiếp theo là lỗi là gì? Lỗi là đây, các bạn cho vào đây nhá. Ok. Tiếp theo là lỗi là gì? Lỗi là các bạn đẹp ngược bánh xe. Bạn nghe tiếng kia. Đấy thì bạn nếu bạn đúng chạy rất là trơn. Thế thì đây là cái lỗi rất phổ biến mà rất nhiều người gặp phải, mà mình cũng không rất nhiều các bên họ mua hàng, khách hàng mua hàng các bên nhưng mà họ không giải thích được vấn đề này, hoặc họ không giải thích cho khách hàng. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này giải thích cho mọi người về cái lỗi ha xuất hiện là trong cái khi sử dụng cái máy sáp, hay là cùng khí sáp hàng nội địa Nhật. Ok các bạn nhé, đấy thì lỗi rất đơn giản, khắc phục đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Còn một cái lỗi về mạch thì nó gần như không xảy ra. 100 con thì may ra không sản xuất thì không đến một con nó bị lỗi, đa số là lỗi ở cái gánh xe thôi. Ok.